anh này đem cái mắt bảy mắt cả hai chân, cửa rất là tơ. Rồi mồi đến đó qua phong cách của mình rồi, chúng anh em ơi. Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có bắt được một em bổi sung gì còn quậy gì đó. Dính luôn hai chân luôn nha. Công nhận bộ bẫy loại bẫy này nó cũng nhạy. Thấy sàng qua dính một chân. Thấy chân nó rỉ chân rồi. Cái đường ngược qua lại dính thêm một chân kia nữa. Hai chân hai bẫy. Không chạy được đường trời nào. Còn mà bẫy mình muốn chia sẻ với anh em loại bẫy này. Mình có mua hai tay, một tay 250 ngàn, 20 lá, một tay 20 lá, hai tay 40 lá, mình đánh 27 đón thôi, đánh 27 đón thôi, rồi dính nè, gà đây mùi này là mùi tre, chân xanh, sung lắm nha, về sàn qua sàn lại đấu đá luôn được, cũng được, có gà ngày mới là vui rồi, niềm vui của kê thủ. Triệu like, nuôi rất là con tơ, rất là dễ thương. Gà này rất hợp cho anh em nào nuôi nuôi đúc, nuôi nọc rồi đó, rất là hợp. Gà còn rất là tơ. Về thế anh em ơi, trưa rồi. Bẫy gì đây nha anh em. Anh em nào muốn chơi gà, muốn kiếm bẫy tốt thì mua lại bẫy này nha. Bẫy Thái 250 ngàn một tay. Còn muốn mua shop ở nào, muốn mua ở shop nào thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho anh em nha. Đây là chiến tường khi gà mắc bẫy, mình xài dầu thái nha anh em, rất là nhạy, gà vừa vô là dính cả hai chân. Bẫy còn rất là tả tơi nè. Long. Một nùi bẫy gà dính nè. Dính hai chân lên nha nè. Long. Rồi dính hai chân nha. Bẫy này rất là nhạy, rất là bén. Mình thấy nó dính một chân rồi, nó đi qua nó dính một chân rồi. Nó quay lại nó dính thêm một chân nữa, hai chân. Mình có đánh một tay đón ở phía xa gần cái góc đào lớn kia. Gần góc đào lớn đó mà né được. Đi xuống sàn quanh đây, sàn qua đây, tay mình đánh đón ở đây, sàn qua là dính. Dò thái đa năng này thì có cái hay là nhạy mà gỡ cũng rất là nhanh, đơn giản như vậy thôi. Nhiều người cứ bảo mình là dò này dễ rối mà khó dính gà. Xin thưa với anh em là không có giò nào mà dễ rối hết nha, do mình cả thôi. Nhìn thấy vậy chứ gỡ cũng đơn giản lắm, không có gì khúc mắc đâu. Vì còn dây nhờ trên nó ngắn á, cái cáp nó dài, dễ. Mình phải đi thu dọn cái chiến trường đã anh em ạ. Chào và hẹn gặp lại anh em nhé.